Tại hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố mới đây, các đại biểu đã tập trung góp ý dự thảo nghị quyết xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hiện nay, tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở xã phường tại Hội An đã được kiện toàn với 13 trên 13 xã phường có tổ chức hội cơ sở, 54 trên 54 chi hội thôn khu phố. Cùng với đó, còn có 4 cơ sở hội trong cơ quan hành chính sự nghiệp. Toàn thành phố có 1.745 hội viên, trong đó cựu chiến binh chiếm 91,34%, còn lại là cựu quân nhân và đối tượng khác. Nhìn chung, tổ chức hội đã tạo hệ thống xuyên suốt từ thành phố đến thôn khu phố, hoạt động chất lượng, thực sự là nền tảng của hội, là tiền đề để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Quán triệt tư tưởng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sắp đến hội tiếp tục xây dựng tổ chức đạt nhiều tiêu chí cao hơn, như có từ 65% tổ chức hội có ban thường vụ, 100% chủ tịch hội cơ sở xã phường là đảng viên, 65% chi hội trưởng trở lên là đảng viên.